Chào mày nói chứ các anh em không có một tuyển dụng tôi những người bạn đã chạy sẵn trong đó rồi. Hai bro đã chờ lâu lắm rồi đúng không? Để xem hôm nay như nào. Sẽ như thế nào nước sô cô la kết hợp với phô mai? Mời các bro theo chân đầu bếp tụi ăn dụng tôi để tìm câu trả lời. Cách làm thì nó cũng đơn giản thôi. Đầu tiên mọi người bật nồi thật nóng để nấu tan hỗn hợp sữa tươi, một cacao và sô cô la. Nhớ khuấy thật là đều tay để mọi thứ tan vào nhau nha. Hỗn hợp của chúng ta đã ok la rồi á. Tắt bếp và nhấc nồi. Giây phút hồi hộp nhất đã đến. Cho phô mai sợi vào ly. Sau đó nhanh tay cho hỗn hợp sô-cô-la nóng vào. Phải thật nóng thì phô mai nó mới chảy ra được nha. Đợi phô mai chảy ra thì xong rồi á. Nhâm nhâm thôi nè. Yêu, ghê quá ghê luôn á. Phô mai thì mặn mặn, còn sữa thì nó có vị ngọt ngọt, lại thêm cái đắng đắng của sô-cô-la cacao. Mỗi thứ đi một đường, giống như tôi và Crush mãi đi trên hai con đường song song không bao giờ gặp nhau. Khúc kỹ cái phần lúc mọi người sẽ thấy rất là mặn á, kiểu như sữa mà cho muối vô vậy á. Một cái thử nghiệm vô cùng táo bạo và nguy hiểm cho chiếc bụng béo ú của tôi nha. Cho thử nghiệm này âm điểm luôn. Dọn dẹp rồi đi ngủ đây, chứ tôi không thể nào uống tiếp được nữa nè. Hu hu, mọi người ngủ ngon, bye bye. Chào mừng đến với các anh em không có một của tụi ăn dụng tôi. Những người bạn đã chờ sẵn trong đó rồi. Hai bro nghe chiều lắm rồi đúng không? Để xem hôm nay ăn gì nào. Hôm nay tôi vẫn đang bị ho sổ mũi, nhưng vẫn mạo hiểm ăn gà tuyết vàng của Lotteria. Ai mà hãy ăn gà rán chắc là không còn xa lạ gì với cái combo một người của Lotteria rồi phải không? Cho nên là tôi sẽ không có review nhiều về cái combo này mà chỉ tập trung vô hương vị gà thôi nha. Có một cái nhân vật đặc biệt vô cùng bí ẩn đi với cái combo này chính là hai cái hũ bột vàng vàng. Chắc là cái bột tuyết vàng á. Nghe thôi là đã thấy sang chảnh rồi. Wow, không hiểu sao nhưng mà khi rắc bột tôi nghe mùi phô mai á, thơm phức luôn nha các bro ơi. Giờ thì ăn thôi. Bột này thì giống cái bột mà mình hay ăn khoai tây lắc phô mai của Lotteria mọi người. Nó đậm vị phô mai và béo nhẹ. Ăn cùng với gà thì làm cho cái miếng gà không có bị ngán. Ăn một miếng là cứ muốn ăn hoài nè. Phần thịt bên trong hôm nay thì đúng kiểu yêu thích của tôi, rất là tươi và mọng nước. Uống miếng Pepsi để có sức ăn tiếp nào. Thật sự thì tôi cảm thấy gà rán và cola là một cái sự kết hợp vô cùng hoàn hảo luôn á. Gà rán giòn giòn, cola thơm ngọt, có ga uống vô đúng kiểu đã quá Pepsi ơi luôn á. Vị tuyết vàng này càng ăn càng thấy cuốn á. Chắc là sao gà sốt HS thì em này sẽ nằm trong danh sách vị gà yêu thích nhất tại Lotteria của tôi cho xem. Thấy nhiều bạn nói là không có niềm tin vào mấy cái món mới của Lotteria cho lắm vì lần nào thử xong cũng thất vọng. Nhưng mà các bro hãy tin tôi đi nha, mua gà này ăn liền đi, bảo đảm không làm mọi người thất vọng đâu nè. Mạnh tay cho bữa ăn đêm hôm nay 9:30. Đò quá rồi, dọn dẹp rồi đi ngủ đây, mọi người ngủ ngon, bye bye. Chào mừng đến với các anh em 001 của tuyển dụng tôi. Những người bạn đang chờ sẵn trong đó rồi. Hai bro ngày chờ lắm rồi đúng không? Để xem hôm nay gì nào. Hôm bữa đi nhậu trà sữa Toco với mấy bà đồng nghiệp. Lúc đó đang có chương trình khuyến mãi cho nên là tôi được tặng hũ miếng kate này. Và bây giờ hãy cùng khám phá xem bên trong có gì nào. Một gói gia vị sấy khô. Gói này thì tôi nghe giống cái mùi giấm. Và finally chính là một gói dầu ớt. Bây giờ thì cùng cho nước sôi vào và chờ trong 5 phút. Trong lúc chờ đợi thì tôi sẽ khui cái phần thức uống của ngày hôm nay nha. Với một món cay và dầu như vậy thì sữa chua uống từ thực vật của nhà Vinasoy quá là thích hợp. Đinh đăng, giờ lành đã điểm. Cùng kiểm tra hũ miếng nào. Ok la rồi nè, nhâm nhâm thôi. Sợi miếng da mềm nhưng mà nó cay quá cay. Phải uống miếng sữa chua để chữa cháy mới được. Vị em này thì nó giống như là nước sữa chua có vị trái cây thôi à, chứ không phải là dạng đặc sánh béo như sữa nha. Cũng không có đặc biệt lắm. Nhưng mà nhờ vị chua nên là uống một ngụm thôi đã thấy cái sự cay nồng nó dịu đi hẳn rồi. Tiếp tục công cuộc ăn đêm nào. Do miếng quá cay cho nên là tôi không có cảm nhận được gì nữa hết á. Cay tới cái độ tê hết miếng cái lưỡi. Đúng kiểu cay của xuyên tiêu nha. Tôi chưa có dầu ớt cũng không có nhiều lắm đâu, nhưng mà lưỡi đã tê tới cái mức này rồi. Ai mà không em biết ăn cay thì nhớ giảm lại nha. Miếng đã nóng lại còn tê, ăn thấy bực mình ghê luôn á. Đúng là tôi không có hợp với mấy cái dạng lẩu miếng xuyên tiêu cho lắm á. Đã ăn hết miếng rồi, còn phần nước thì tôi xin lùi bước về sau nha. Húp nước xong chắc là sưng cái môi luôn quá à. Nạn phép không có chấm điểm cho bữa ăn khuya này. Gì có cảm nhận được gì đâu ngoài sữa cháy bỏng. Dọn dẹp rồi kéo mền kéo gói đi ngủ nha. Mọi người ngủ ngon, bye bye. Chào mừng đến với căn căn đêm 001 của tuyển dụng tôi. Những người bạn đã chờ sẵn trong đó rồi. Hai bro ngày chờ lắm đúng không? Để xem hôm nay như nào. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm tàu hũ trân châu đường đen.
Lần trước thì tôi đã làm vị truyền thống rồi và hôm nay sẽ làm vị matcha nha. Nở lửa và xắn tay áo lên để nấu nước nào. Công thức thì vẫn u như kỹ, lượng nước thì tôi sẽ canh theo tổ tiên mách bảo. Hư hư. Nước sôi sôi rồi, nhanh tay cho cái gói bột tàu hũ vào và khuấy thật là đều tay. Phải thật là tập trung khoáng như các rồi lơ là một cái là tàu hũ lợn cỡ quá mịn màng đó. À, trong gói này thì còn có một cái phần trân châu nữa mà tôi nghĩ là các rồi cũng quá là bờ rồi vì không nấu trân châu rồi cho nên là tôi sẽ không quay nữa nha. Ai mà chưa biết hoặc là muốn xem chi tiết cách nấu trân châu thì mọi người có thể xem lại các clip cũ của tôi nè. Xong rồi, tắt bếp nhất nồi. Giờ chúng ta sẽ hòa tan bột matcha với nước nóng. Ôi, mùi matcha thơm ghê á. Tiếp theo thì cho hết ly matcha vừa hòa tan vào cái hỗn hợp tàu hũ nè. Finally, hãy đổ cái hỗn hợp vô tô để tạo hình nữa là ăn được rồi. Hẹn gặp lại mọi người sau 2 tiếng nữa khi tàu hũ đông lại nha. Riêng, riêng, riêng. Tính dây. Sau 2 tiếng chờ đợi thì tôi đã quay trở lại cùng em tàu hũ xanh lá. Nhưng không có xa lánh, núng nính mở màn nè. Cho trân châu đã nấu lên trên mặt tàu hũ và ăn thôi, ăn thôi. Cũng giống như đợt trước thì tôi có nói kết cấu của em này nó giống pudding hơn nha. Và nó cũng không có mùi đậu nành luôn. Nhưng bù lại thì em rất là thơm mùi matcha và trân châu thì có độ dai vừa phải. Rất là nồng nàn mùi đường đen. Hậu vị thì có một chút ngọt nhẹ, chắc là do cái vị của matcha và đường đen nè. Tàu hũ để lạnh nên là khi ăn cảm thấy rất là fresh, cộng thêm mùi thanh mát của matcha nữa thì làm cho tôi tưởng mình đang ở một cái thác nước nào đó luôn á. Nó có hơi quá nhưng mà mọi người muốn nghe một cái combo về làm thử xem có cảm nhận giống tôi không nha. Nói chung là nếu xét ở khía cạnh pudding tươi mát thì cho em tàu hũ hôm nay 8 điểm luôn. Nên đây rồi, dọn dẹp rồi đi ngủ đây, mọi người ngủ ngon. Bye bye, bye bye. Chào mừng đến với kênh Nem Không Có Một của tuyển dụng tôi. Những người bạn đã chờ sẵn trong đó rồi, hai bộ ngày chờ lắm đúng không? Để xem hôm nay như nào. Bữa giờ thấy mấy em bánh bao họ phát hot rầm rầm rộ rộ trên tấp tấp nên là tiểu ăn dụng tôi phải ăn thử liên liên. Đi cùng với bộ ba bánh bao tròn ẩn chính là sữa chua uống tổ yến của nhà Nestle. Mọi người có thể dùng kéo để mở hoặc là ở trên đây có cái này, này là chốt hay là chấu gì đó. Tôi không biết gọi sao nữa, túm lại là mọi người kéo cái miếng đó theo cái rãnh có sẵn là có thể mở ra dễ dàng nha. Cũng vì thiết kế tinh tế này mà em đã thu hút ánh nhìn của tôi ở GS25 cho nên là tôi mua về uống thử nè. Bữa ăn khuya thịnh soạn đã sẵn sàng. Ăn thôi, ăn thôi. Em gấu trúc quá là cool ngầu nên là ăn ẻm trước nha. Wow, 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 màu xanh của lá dứa bắt mắt quá đi thôi. Nhâm nhâm. Vỏ bánh không có bị khô mà mềm mịn lắm. Nhân dứa sữa thì siêu béo. Nhưng mà cái mùi lá dứa nó chưa có đủ thơm. Lá dứa phải siêu nồng nàn thì mới vừa cái nơi của tôi á. Bánh bao kiểu hình thù như này á, thường nó không có cái mùi khai khai đặc trưng đúng không các bro? Bánh bao lại làm theo cách truyền thống của người Hoa thì nó sẽ thường có mùi khai khai đặc trưng hơn. Cho em gấu trúc này 7 điểm nha. Uống miếng sữa chua tổ yến lấy sức ăn tiếp nào. Hơi thoang thoảng mùi cam. Vị cam kiểu của viên xe sủi chứ không phải là vị của cái trái cam nha. Nghe tên tổ yến thì tôi tưởng nó uống vô sẽ có sợi yến hay cái gì đó. Nhưng mà nó không có gì hết trơn. Chỉ nghe mùi của sữa chua và vị cam thôi nè. Cho 6 điểm. Giờ ăn thử bánh bao mì đen. Nhìn hình dáng giống cupcake hơn là bánh bao ha. Sao mà nó cứng vậy trời? Các bro có thấy tôi phải dùng lực mới có thể tách em nó ra làm đâu không? Cái lớp vỏ nó bị cứng kiểu hơi chai sạn á. Cũng đậm vị mè đen và có cả một chút cái béo béo của đậu nữa. Fan trung thành của mè đen hay là tín đồ của các loại đậu thì chắc là sẽ thích em này lắm đây. Cho 7 điểm. Finally, bánh bao kim sa. Nghe tên thôi thì đã thấy quý sợ tộc rồi. Không biết mọi người có thích ăn cái loại bánh bao này không, chứ tôi là cực kỳ thích cái em này nha. Vỏ của em này thì rất là mềm mịn, y như bánh bao gấu trúc. Nhưng kim sa bên trong thì không có bị mặn quá hay là béo quá, rất là vừa phải. Ăn không có bị ngán nè. Vậy tuyệt 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 tuyệt. Mạnh tay cho em này 9 điểm rưỡi luôn. Mấy loại bánh bao tôi ăn nãy giờ em nào cũng đầy ổ nhân á, mà giá thì rất là hạt dẻ. Các bro nên mua ăn thử nha. Nè nè rồi, dọn dẹp rồi đi ngủ đây, mà ngủ ngon, bye bye. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube Mật Ngọt TV của tụi ăn vụng tôi nha.